Đấy, chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Hôm nay bên Khánh có về được một con xe lăn Toyota ha. Con này 1,5 tấn đời năm nè. Toyota đời năm, 1,5 tấn máy xăng nha nè. Con này thì nâng hạ cơ bản, được cái là bốn bánh của nó là bánh đặc hết ha, bánh đặc và bánh đẹp nữa ha. Đặc tuyệt vời ha. Con này chạy thì thầm im ru anh em, máy móc cũng sạch sẽ, ngon lành. Ha, còn điều đặc biệt trong cái con này nữa anh em, mua được con này thì nó được cái lợi cái nữa là cái cặp càng nha anh em. Cặp càng con này thì cực kỳ dài luôn ha, 1m35 ha, anh em thấy nè. Con này cũng 1 tấn, nhưng mà nếu mà theo chuẩn của nó anh em, 1,5 tấn nó tầm khoảng chừng 9 tấc gần 1m, 9 tấc 7, 9 tấc rưỡi gì à. 9 tấc 3 gì đó, 1m đổ lại, còn con này nó tới 1m30 mấy luôn ha. Anh em thấy nè, hai cặp càng khác nhau xa lời giật luôn anh em. Đây, mình đo cho anh em xem đây. Đây nè ha, 1m37 ha, cực dài luôn nha. Và con này nước sơn đồ cũng đẹp anh em, không mục mọt gì hết, ngon lành ha. Đây 5FGL15 ha anh em. Con này thì khung cao 3m, sức năng nó 1,5 tấn ha. Tổng trọng tải nó 2,6 tấn 40 kg ha. Đó, đây máy móc à, cực kỳ ok luôn. Kéo vợ máy lên. Đây, máy móc đây nè, sạch sẽ luôn nha. Để chạy đi. Ok, em ru anh em ơi. Nè, chạy như là xe hơi luôn thôi, bình xăng nè, ngon lành nha. Test chạy, chạy tới chạy lui anh em xem đi. Đợi em xíu nha anh em. Bung này cao cực kỳ luôn nha anh em. Ok hết. Ha, càng con này anh em là mua là được cái lợi cái càng dài nha nè. Càng dài ha. Chạy ngon lành hết. Nè, con này thì cần số cần bọng đồ cứng khừ anh em, đã lắm nha nè. Đó, đây máy nó chạy là 12.000 giờ rồi ha. Ok, con lành hết ha. Rồi thì anh em nào có nhu cầu con máy này thì alo em ha. Con này anh em nào mua thì lợi được nhiều thứ nha. Đó, máy là không đổ hơi không ấy gì hết, dỡ máy lên nè. Dỡ máy lên cho anh em coi cái. Đây nè, không miếng nào đổ hơi đổ gì nha anh em nè. Rồi được rồi. Rồi anh em nào cần thì có thể alo trực tiếp em nha, số điện thoại 0908 75468 nha.